Con chào chú Hải. Ủa, con mới qua hả? Dạ. Con có đem áo mới cho chú nè. Hôm nay là ngày trọng đại, đâu có mặc báo cáo đứt nút đó được. Thay mặc áo mới chứ chú. Anh Hải. Ừ. Anh Khang. Anh cứ tưởng là em ở bên kia phụ gì chứ. Em có mang áo mới cho anh. Hôm nay là ngày trọng đại, không được mặc áo giá như vậy. Ủa, hai đứa cứ tập trước hả? Ừ. Sao lời nói hành động y chang nhau à? Anh nói gì vậy? Thì hai đứa tặng áo cho anh, rồi bữa anh mặc áo mới, không được mặc áo cũ. À, dù sao thì anh cảm ơn hai đứa nha. Nhưng mà anh sẽ không đi đâu. Anh nói gì vậy? Sao lại không đi? À, anh chỉ sợ tới đó làm cho tụi nhỏ mất mặt. Với lại sự xuất hiện của anh chưa chắc gì tụi nhỏ nó sẽ thích. Chú Hải, chú đừng nghĩ vậy. Chú đã suy nghĩ kỹ rồi, chú không có đi đâu. Anh Hải à, ngày đầu tiên đi học, ngày tốt nghiệp, lần đầu có người yêu, lần đầu tiên bị thất tình, đó là những cột mốc trưởng thành quan trọng của một đời người mà tụi nhỏ đã phải trải qua mà không có cha mẹ bên cạnh. Ngày hôm nay cho dù anh không được mời, cho dù là anh bị mắng chửi, thậm chí là bị đuổi, anh cũng phải có mặt ở đó. Anh có hiểu không? Anh Hải. Bây giờ anh phải mặc áo nào trước cho lịch sự đây? Cái này. Cái này. Nếu mặc hai cái cùng lúc thì nó kỳ lắm đó. Vậy anh mặc cái của cô Khánh đi. Cái của em đợi ngày đám cưới mặc cũng được. Đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2V Channel. Đăng ký ngay combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng giảm giá 30% chỉ có ở Vion.